Coi điện thoại cái gì cũng không biết hết, rồi coi điện thoại hoài. Cứ để mắt nghỉ ngơi, cứ nhìn đông nhìn tay rồi cứ biết cái này cái kia. Mày coi điện thoại con giữ rồi thay đi biết cái này đi. Để ăn nhận con. Con ngủ rồi xuống lên rồi, cái xuống tay mày đi, đi xuống luôn. Đừng lên nữa nè, nào. Ba, ẩm nó đi. Ẩm luôn đi. Số
con gấp này. Rồi em chào anh Nguyễn Văn Lộc nha. Dạ. Em chào Nguyễn Phương ạ. Dạ. Thank you.